Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Chị có thể chào cộng đồng rồi chị giới thiệu cho mình. Ok, chị chào Nguyên Quỳnh, chị chào cộng đồng mạng kết nối yêu thương từ trong nước và ngoài nước. Chị tên là Hồng Nguyễn, qua bên đây là chị là Rô Nguyễn. Chị qua đây vào năm 97 tới giờ, chị có hai cháu. Chị ly dị cũng khoảng 2 năm rồi, nhưng mà chị ly thân khoảng 10 năm. Mới ly dị là tại vì giống như con gái chị đó, nó đi học á, lúc 18 tuổi thì chị vô thẳng vô cái trường UC San Diego đó để học đại học, thì chị không muốn con chị nó có những cái suy nghĩ này kia nó tiêu cực á. Nhưng mà lý thân đó thì nó đã biết rồi, cũng ở sống chung một nhà, nhưng mà hả, phòng ai nấy ở. Nhà chị thì có 4 phòng, hai con chị 2 phòng, và 2 phòng đó là trước là để cho khách, nhưng mà bây giờ chị dọn ra 1 phòng đó chị ở. Nhưng mà cũng nấu ăn, cũng làm, cũng sinh hoạt bình thường giống như hồi trước tới giờ, nhưng mà không có giống như về vấn đề tiền bạc á, thì trả tiền nhà thì nữa, thì tiền bảo hiểm con cái rồi này kia thì chị bỏ ra chị trả, chứ không phải là. Nhưng mà giống như là cái cuộc sống của chị nó không có không 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 có được. Nhớ sống 20 mấy năm giống như là Nguyên mình biết không, chị cũng nghĩ là giống như là để cái thời gian đó, mình để cái thời gian mình có thể sửa đổi, chứ chị không có muốn là không có muốn mà đi tới cái bước đường này. Nhưng mà cái cuộc sống chị bên đây chị không có người thân, chị cũng không có quen chồng chị nữa. Giống như hồi năm 94 đó là anh về Việt Nam đó là thăm gia đình, ông đi Điện Biên, là ông nghĩ là hả 3 tháng về 3 tháng, nhưng mà 2 tháng rưỡi là hả gia đình vẫn đi vòng 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 để kiếm kiếm người này. Thì năm đó là ảnh 40 tuổi, chị là 31 tuổi. Nhưng mà hả, bạn bè giống như bạn của chị ở sớm dưới đó đó thì cũng ấy, rồi cái họ ảnh hỏi là tại chị hồi đó chị thờ mai, chị hay xuống dưới chị dắt sổ á, thì giống như dắt chiều em biết là mấy người mà người ta hay ngồi ở ngoài hành lang á, ở trước á, người ta nhìn qua nhìn lại thì thấy 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 gì người ta hỏi hỏi, thì cái cô bạn á, cô nói là cô không có giới thiệu, tại vì hả cổ nhỏ tuổi á, cũng muốn là nếu mà muốn tìm hiểu thì đi lên trên chỗ chị ở đó, thì cái chỗ chị là chỗ gần chỗ cái công ty mà về giống như cung cấp bò heo rồi kia đi khắp các cái thành phố đó, đó là cái công ty đó, thì ở đó rất là nhiều quán khá rồi tấp nập đó, em biết không? Thì anh lên cho nó, anh cũng đi cũng uống nước rồi cũng ăn mì ở đó rồi cũng hỏi thăm người ta, thì gia đình của chị rất là khó khăn về vấn đề mà quen biết người này người kia. Thành ra hả chị, hỏi cái tuổi thơ của chị không giống như là cũng có người cũng có bạn, nhưng mà thật sự cái tình cảm của chị chưa có cho ai hết, là tại vì hả gia đình của chị là hả gia đình giống như là quen á, đó mình nghèo quá em biết không, người ta quen nó toàn là quen mấy người mà hả, người ta có gia cảnh, người ta giàu có, chị không muốn, là tại vì á chị không muốn người ta coi thường mình. Thành ra từ đó là coi như là chị trong cái đầu chị tâm nguyện chị là chị phải tự lập, chị lo gia đình xong rồi chị mới lo tới bản thân của chị. Thì qua đây hồi năm 97 giờ chị vẫn đi làm, vẫn lo gia đình bên đây, chị cũng vẫn lo được cái gia đình ở bên Việt Nam của chị hoàn thành. Thì bây giờ con chị nó lớn, nó đi học ấy. Nhưng mà cái thời gian nó không có gần con nó nhiều em biết không, con bé đó thì nó đi học ở San Diego, nó đi học xa, lâu lâu nó mới về 1 lần, trong tham mấy ngày lúc mà lễ rồi này kia nó mới đi được về, chị chỉ nhắn tin hoặc là nói chuyện thôi. Còn thằng con trai thì cũng như còn đang ở chung với chị ly dị rồi, nhưng mà chị vẫn còn ở cái nhà đó, là tại vì sao, tại vì chị ra chị không biết đi đâu, cái thứ nhất. Cái thứ hai, con gái chị nó cần tiền học tiền sinh hoạt, mà chị đi ra ngoài á chị sống bản thân chị được, nhưng mà con chị không có ai dòm ngó hết. Hai đứa nhỏ từ nhỏ tới lớn là cha nó chỉ biết là giống như là con chị nó ăn không khí mà nó lớn lên thôi, chứ không có nghĩ mà dạy con để cho con nó có cái hướng tương lai, chỉ biết như vậy thôi. Con người không có trách nhiệm. Con trai chị
nó cũng ngoan lắm. Tôi nói mẹ, mẹ hồi xưa tới giờ con thấy ma dạy con cái gì đó, con không biết gì hết. Còn chị á, là coi như từ nhỏ tới lớn con chị qua đây, chị lúc mà nó còn nhỏ nhỏ thì 1 năm 2 năm là chị ở nhà với nó, xong rồi á là chị đem gửi con chị đi làm, cái tiền gửi con á là cũng là chị là người trả tiền để chị gửi con chị đi làm, trong khi á từ ngày qua tới Mỹ tới giờ không nhận được đồng lương nào, đồng tiền nào của chồng từ chồng chị hết. Tới bây giờ nếu mà Nguyên Quỳnh đó, là anh nói nhiều khi á nhiều người đó không tin, chị chưa bao giờ biết tới đồng lương tiền chép gì hết. Chị đi làm chị trả tiền để đi xích con chị, xong rồi á gia đình á thì chị cũng lo coi như là cơm nước này kia, là hả trong từ trong ra ngoài đi với cô này kia, con cái chị là chị là người lo hết, giống như là lady first vậy đó. Xong rồi á, thậm chí á, những ngày đi cuối tuần đi chơi đi ăn rồi này kia đi đổ xăng chị cũng là người ra tiền đó, chị cũng là người ra tiền trả, cái mở cái ngân hàng gỡ cái nhà băng có tên chị đứng, nhưng chưa bao giờ chị dùng cái thẻ đó chị xài cho bản thân chị chỉ bỏ tiền vô thôi. Tới mà ly dị rồi á là chị mới mở cái account riêng của chị, tên của chị, nhưng mà có thể là chị sẽ coi cho thằng con trai nó đứng chung cho đó để nó ấy, chứ chị không có rành về cái vụ mà hả đi ra chép nhà băng rồi tiền rồi này kia, chị không có rành với nó thật sự hai mấy năm nay. Còn tiền thơ rồi này kia mỗi năm á là giống như là khai thuế rồi này kia, chị cũng chưa có nhận được lá thơ nào về khai thuế mà tiểu bang liên quan, là tại vì á hả chị đem cái giấy về thì chồng chị đi khai thuế mà không bao giờ mà về cho, không phải là chị cần cái tiền đó nhưng mà cũng phải cho chị biết thuế về bao nhiêu, vợ chồng mà em hiểu không, có một tuần lễ là đám cưới thôi. Xong rồi qua đây thì chị cứ nghĩ là giống như cái thời gian, tại hồi xưa ba mẹ chị cũng là từ người ta mới mối chứ không phải là giống như cái quen nhau, mà cái thời của chị em biết mà không phải là quen mà dễ dàng, tại vì á mình á là cái gia đình mình nó quá khổ đi. Mình quen á, người ta nghĩ là mình quen cái người đó để mình ham tiền, ham vật chất rồi này kia, mình quen người ta khi dễ mình, chị không muốn như vậy. Chị muốn là người ta phải tôn trọng mình, dầu cho mình nghèo. Thành ra chị thực tập từ xưa tới sau này á, em với gia đình chị thì 6 anh em, chị là đứng giữa, chị là thứ tư. Nhưng mà cái chuyện gì trong gia đình á, là chị là cái người quyết định ra là ấy là kia, giống như là không phải là em muốn mình giành quyền, nhưng mà cái suy nghĩ ấy là kia là có như là hả mẹ chị tin tưởng chị nhiều hơn. Khi qua đây cũng vậy, chị cũng lo gia đình, chị lo anh em hết tất cả, không phải là mình có tiền mà mình lo nhiều, giống như là lo cho công việc làm ăn nhỏ, giống như là bán tạp hóa rồi này kia, với lại mua xe mà xe Honda khoảng chừng 1-2 ngàn đô một chiếc gì đó. Là mua cho mấy anh em thường tôi chỉ gửi về, chỉ gửi qua bạn bè, chị không có cái giấy tờ chứng minh về tiền bạc. Đi ra tòa khoảng 2 năm, nhưng mà chị nói thôi, cái này ra tòa người ta xử thì cũng trong gia đình không, bây giờ hỏi ai, nếu bên đây là cha mình, anh mình, còn bên đây là mình cũng là con, thành ra chị bỏ luôn, chị không thấy nữa. Nhưng ba chị vẫn lo, và đó ba với mẹ chị hai người sống với nhau không có hạnh phúc. Mẹ chị ở một chỗ, ba chị ở một chỗ, ở riêng như vậy mà giống như là đàn bà mà chịu đựng chứ không bao giờ ly dị em, rồi tại vì cũng nghĩ cho con. Thành ra mẹ chị cần cái gì thì cái nhà đó là chỉ là mẹ chị đứng tên, sau này là coi như là chị mẹ chị mất là coi như là khỏe không, xong rồi ba chị cũng ký trong đó là ra công chứng rồi đàng hoàng. Nhưng mà cái thời điểm đó là coi như là không có kiểu như mà giống như là làm công chứng ra, luật sư ra, nhưng mà sau này là lật lại là chị gửi về chị làm cái nhà đó, từ tại vì chị gửi qua bạn bè, chị không có giấy tờ chứng minh. Thì bên đó anh em nói là giống như bây giờ là cái này là nhà của ba của mẹ, nhưng mà cái căn nhà đó là không phải căn nhà thờ, căn nhà chị mua cho mẹ chị, xong rồi ba chị thì ở bên cái căn nhà từ xưa tới giờ căn nhà thờ
thì sao mẹ chị mất, ba chị mới qua đây ở, thì đưa cho cái thằng em ở bên đó ở cái căn nhà đó, rồi xong rồi, tại sao con muốn lấy con bán rồi này kia. Nói thật với Quý Quỳnh, khi mà mình đã bước chân đi rồi là mình muốn lo cho gia đình. Có khi nào em nghĩ mà giống như mà có tiền mà đem về Việt Nam rồi mình muốn lấy lại không? Mình cho cha cho mẹ là cái tấm lòng của mình, anh em không có bỏ tiền vô mà lo, nhưng mà em có kể đó, chỉ muốn cho ba mẹ chị có một cuộc sống nó tốt hơn thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà xong rồi đó, mẹ chị mất 2010, nhưng mà mỗi lần chị về Việt Nam mẹ chị nói con sống như thằng này là sẽ con sẽ khổ. Thật sự mẹ chỉ là cái người biết, nhưng mà chị không bao giờ chị dám kể lể cái gì. Chị qua đây chỉ có một mình thôi, không có người thân. Chị cũng ráng vậy đó. Mẹ nói con nếu mà con chấp nhận rồi, con đi rồi con sống với người ta, con đừng có bạc đãi người ta, giàu cho cái người đó không tốt với con, là cái tâm nguyện của mẹ như vậy. Khi mà mẹ chị mất năm 2010 thì bắt đầu từ coi như chị cũng hoàn thành cái tâm nguyện của mẹ, là chị lo chị không có ấy. Nhưng mà tới năm 2012 bắt đầu chị mới ly thân, chị không có không 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 có còn nữa, là tại vì mẹ chị mất rồi, là coi như chị đã hoàn thành cái tâm nguyện của mẹ chị rồi. Chị không muốn mình bây giờ người ta không thay đổi, mình phải tự thay đổi bản thân mình. Nhưng Quý Quỳnh biết là con chị nó còn rất là nhỏ, tại vì chị 31 tuổi chị mới lập gia đình, thì 34 tuổi chị qua đây, là năm 97 chị qua đây là 3 năm sau là chị có đứa con đầu tiên. Nhưng mà bây giờ chị còn nhớ cái đám cưới chị là chỉ là rước dâu đi ra ngoài nhà hàng, đãi xong rồi hết tiền bạc đồ của bạn bè của gia đình chị, của dòng họ chị không biết tới, bên thằng trai lấy hết luôn, không biết tới bây giờ con chị 2 mấy tuổi chưa bao giờ biết. Mà cái tiền đáng lý là đưa cái tiền đó để cho mình trả tiền nhà hàng hoặc là ấy. Còn gia đình bên chồng lên hỏi chị chứ, mà giống như là chị có cần lễ đọc rồi này kia hay là mắm ấy rồi này kia, chị có cần gì thì chị nói. Mẹ chị nói chị à, tôi gả con chứ không phải tôi bán con, nếu mà chị có thương con thì chị cho cái gì thì nó nhận cái đó. Nhưng mà thật sự không có gì hết, không đi một cái gì hết. Tới thậm chí là bên bên chị nhóm họ chị bên ba mẹ chị mời người ta đi làm chụp hình rồi kia, là cũng phải kêu thợ chụp hình, bên chị lo lắm. Nhưng mà không, thật ấy là mình nói là mình Việt Việt kiều mà mình đi mình phải làm như vậy em. Nhưng mà cái gì cái lễ là cũng phải có. Chị là cái người sống ở trong gia đình đó, là cái người giống như là chị sống về nội tâm, chị nhìn chị biết những cái gì mà hả cần thiết hay là cái này cái kia, là chị là cái người đầu tiên. Là anh chị tuy là lớn tuổi hơn nhưng mà thật sự không có cái tâm mà nghĩ cho gia đình, chỉ nghĩ là bản thân trước, còn chị thì khác. Nhưng mà không phải nguyên mình, không phải là chị qua đây mà giống như cái gia đình chị lo gia đình bên đó, chị không có lo gia đình bên đây. Thật sự chị đi làm với mình biết không, một tuần chị đi làm 7 ngày không có ngày nghỉ, nhưng mà ở bên đây chị cũng vẫn lo. Con trai chị có bầu được mấy tháng rồi đó. Ông đã chị nói một câu đó, thì em chị còn nhớ tới bây giờ, đó là đẻ đứa này ra là coi như ra ngoài đường ở. Chị mới hỏi tại sao mà sinh con ra rồi đi ra ngoài đường ở, thì lúc đó là chị qua là chị đã mua cái nhà, mua cái nhà thì bỏ vô 10.000 tiền đao vô cái nhà đó, là cái nhà bây giờ hiện giờ chị đang ở đây. Thì nói là giống như là hả, sanh con á, thì nhà nước á, sẽ lấy cái tiền của tiền 20 mấy 30 ngàn tiền sanh thường thôi, thì cái nhà mình sẽ mất. Chị đi học kinh doanh, chị mới biết người ta mới chỉ vậy là ra ngoài đó xin bảo hiểm y tế người ta cho, thì chị ra đó mấy người đã giải thích cái nhà mình mua mình ở chứ không phải là cái nhà mình mua để mình kinh doanh á, mình cho mướn, thì không có nhà nước nào lấy tiền mình. Nhưng mà ảnh là cái người giống như sống ở đây đã lâu, em hiểu không, chị mới qua có mấy tháng rồi mà nói chị rất là hụt hẫng, tại vì ở đây chị không có người thân, chỉ dựa vào một cái người chồng của mình thôi mà nói với chị một câu như vậy. Từ đó là giống như là chị nghĩ là chị phải tâm niệm là nếu mà con chị thương, nhưng mà chị cũng phải đi làm em, chị phải đi làm.
từ lúc đó là coi như là chị gửi con chị đi làm tới lúc xong đứa bé sau là 3 năm sau chị xong em một bé gái nữa, là chị ở nhà chỉ có 3 tháng thôi, là chị đi làm chị gửi con chị dứt sữa nó luôn, đi làm mà cái tiền mà gửi bé đi sức bằng cái tiền lương người ta trả cho mình, gửi 1.200 hai đứa thì cái tiền lương người ta trả cho mình một tháng cũng có 1.200 thôi, nhưng mà chị đi làm nhờ cái tiền giống như có cái tiền tiếp á để mình thấy mình xoay sở, chứ thật sự ở nhà ôm 2 đứa con chị không phải, mà chị nói là giống như mà nhờ chồng của mình, người mà bên cạnh mình là chồng của mình phải lo lắng, chỉ là cái người đứa con chị đi học mỗi buổi sáng xong rồi chị đi làm rồi chị về nấu ăn thay tã sữa, chưa bao giờ mà giúp chị thay một cái tã cho con chị, là một người chồng một người cha cũng phải gánh vác cái gì chút xíu cho chị để chị có thể chị an tâm mà chị làm chứ. Bây giờ chị đã ly dị thì chị tự nộp đơn lên chị ly dị, chị cũng ra luật sư làm cái giấy tờ mà living trust để còn cho 2 con chị hưởng cái phân nửa của cái căn nhà này, thì á chị làm xong hết trơn rồi thì coi như là hả giống như là sư hỏi nếu mà sau này có mất á thì cái có hiến hiến xác cho y học không, chị cũng hiến xác cho y học tại vì mình làm được cái gì tốt thì mình làm. Cái thứ hai nữa là chị thường thường chị đi làm về chị chỉ có đi chùa, xong rồi nhiều khi á, mấy ngày lễ cúng chị thức sớm chút xíu chị nấu đồ ăn chị lên cúng chùa rồi chị đi làm, ngoài ra chị không có sinh hoạt gì bên ngoài mà giống như là hả, đi chơi hát bè bạn karaoke cái này kia, bạn bè nó kêu vậy buồn quá tại sao lại sống vậy, nhưng mà chị cảm thấy cái cuộc sống của chị như vậy là được, chị là cái người phụ nữ truyền thống chị không có thích mà xe xua ra ngoài mà hả chính diện, hay là chị thật sự là chị có tiền chứ không phải không có tiền cho bản thân chị, nhưng mà tất cả chị dành cho các người thân của chị hết, bản thân chị không lo, chị chỉ nghĩ là mặc bộ đồ không cần đồ hiệu đơn giản sạch sẽ đi làm, tại vì mình đi làm thẩm mỹ thì tất nhiên á người ta phải nhìn mình thì mình cũng phải là hả để có cái sự tôn trọng, em hiểu không? Ra chị không có cái gì cho bản thân chị, nhưng mà thật sự rất là chị suy nghĩ rất lâu chị mới lên cái chương trình của em, là chị muốn không phải là chị muốn chồng, thật sự bên đây chị Nguyên Quỳnh chị không không có chồng, chị sống với con chị vẫn sống được, chị không cần một người chồng, một người chồng đó là một người chồng là duy nhất, là từ xưa tới giờ là coi như là hả một người duy nhất để mà chị trao thân, nhưng mà hả chị rất là hối hận, là bây giờ chị ý là cái nguyện vọng của chị bây giờ chị cũng muốn tìm một người là giống như chị không có cần người ta lo cho mình, cái nhà lớn hay nhỏ gì chị không biết, có cái chỗ để mình che thân thôi, là để mà chị sống chị vẫn làm việc, chị không có phải là giống như mà cần người ta nuôi khi mà đi chị rồi á, luật sư nó hỏi chị chứ có cần cần cái tiền là để mà sau này giống như tiền già tiền hưu gì đó, chị cũng không cần với mình, chị không cần từ chồng của chị nữa, Ủa, chị à, không xã chị làm công việc gì? muốn làm về điện tử về nguyên mình làm về mấy cái software cái gì đó chị không rành, nhưng mà làm cũng mấy chục năm rồi. Chị đi làm thì mỗi năm chị đi về Việt Nam một lần, là tại vì gia đình chị đều ở bên đó, không phải là về chị về giống như chị xả những cái gì mà buồn phiền của chị để mà chị qua đây chị tiếp tục chị làm, tại vì bây giờ em nhất bên đây thật sự bên Mỹ không có người thân bạn bè thì chỉ biết cái công việc làm vậy thôi, chứ thật sự những cái gì của mình nói có người biết người ta thương thì chia sẻ, còn có người người ta sẽ dừng dùng cái đề tài đó để người ta nói cái này nói cái kia, chị không muốn, thành ra chị rất là ít bạn bè, chị có về Việt Nam là bạn của chị hồi thời trung học chị học hết lớp 12 rồi là chị không có lên đại học, là coi như là gia đình cũng khó khăn nhưng mà cũng ráng học cho tới hết lớp 12 lấy được cái bằng trung cấp, rồi xong rồi đó, là bây giờ bạn bè đó thì cũng còn liên lạc, thì mỗi năm chị về đó, thì chị xuống dưới đó chị chơi, là quê ngoại quê nội của chị ở Vĩnh Long, hồi xưa là chị học cấp ba rồi ở dưới Vĩnh Long đó.
còn gia đình chị là ở Sài Gòn. Rồi xong rồi chị về dưới đi chơi, rồi bạn bè chị thôi, rồi xong rồi qua đây. Mỗi năm chị về một lần, là khoảng tháng 2, tháng 3 là Tết đó chị về. Còn con của chị, ví dụ chị về chung với con chị, thì chỉ là chị với con chị thôi, chứ ổng không bao giờ mà hả giống như đi về mà bỏ tiền ra. Nhưng mà hai năm nay á, là coi như ổng biết là không có còn vừa không còn mà ấy nữa rồi, thì ổng đã có một người ở bên Việt Nam dẫn liên lạc ở bên đó. Rồi xong rồi Tết năm rồi nè, chị là chị tính đi về Việt Nam, nhưng mà ổng đã đặt vé trước, ổng đi về rồi, về một tháng, mà chưa bao giờ mà đi về một mình mà một tháng, em hiểu không? Đi về một tháng thì chị cho đi về, đi về thì qua tới mùng 9, mùng 10 gì đó là ổng qua. Thì cái ngày buổi sáng là 9 là ổng qua đây, thì buổi tối nó chị về. Nhưng mà chị em đi về, chị về Việt Nam, nhưng mà con cái chị bên đây chị vẫn lo, chứ không phải mà nói đi về chị nghĩ tới bản thân mình, chị không có làm như vậy. Những ngày bên đây lễ đồ này kia, Tết rồi kia, chị vẫn cho cái tiền con chị, cũng như là cái nói một cái món quà để giúp cho con chị. Còn ổng chưa bao giờ có, chưa bao giờ. Bây giờ hỏi em, ví dụ như mình có gia đình, mình sinh mình lớn như vậy thì cũng là cha mẹ mình nuôi mình, lo cho mình, đào tạo mình mới thành một người như vậy, để cho cái người đàn ông nó nhờ vả hoặc là gắn bó. Nhưng mà không khi nào mà gọi điện về, khi mà chị gọi điện về cho gia đình chị thì ổng biết là giống như là đã gọi rồi, hoặc là gửi tiền là chị đã gửi rồi, là ổng không có trách nhiệm, không có một cái gì hết. Chị không cần cái đó, chị chỉ cần là giống như quan tâm thôi, hỏi thăm thôi cũng được, hiểu ý chị nói không? Mà không có làm được những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy, cũng không làm được. Thì em nghĩ đi, cái người đàn ông vậy em có đáng sống không? Người ta nói tại sao mà chị không rời bỏ từ lúc mà con chị nó còn nhỏ, là hả chị đi ra ngoài chỗ bảo hiểm đó. Y tế thì người ta cũng nói bây giờ nếu mà chị có hai đứa con, người ta sẽ cho cái nhà hậu sinh để người ta giúp cho chị. Nhưng mà mình cứ nghĩ là mình không có làm như vậy được. Nguyên mình cứ nghĩ là con nó phải cần có cha giống như vậy. Chị chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi, mà chị nhìn con chị, mà chị tự phấn đấu bản thân mình để cho con chị nó có cái cuộc sống, nó phải không phải giàu hơn người ta, nhưng mà nó có cái cuộc sống không phải giống như chị, nó phải có. Tại vì ở bên đây em biết mà, ví dụ như con mình á, lớn lên nó không phải đòi hỏi nhiều, nhưng mà người ta có, nó không có rồi chiếc xe rồi nó không có cái quần cái áo đẹp, có thể nó sẽ hư. Với mình đào tạo một đứa con mình lớn như vậy mà nó bị gì thì mình rất là đau lòng. Chị chỉ cần một người, bây giờ không có cần cái tài sản của người ta, tại vì cái đó là của người ta nỗ lực từ trước tới giờ. Chị chỉ cần có một cái chỗ, không có cần rộng, chỉ là có cái nhà để che mưa che nắng là sống hết cái quãng đời này. Thì chị đi làm chị vẫn ấy, chứ không phải là cái gánh nặng. Chị không có là gánh nặng của ai hết, chị vẫn có tiền để mà chị sống, chứ không phải mà giống như chị dựa dẫm vào cái người ta. Nhưng mà chị cần cái người phải biết quan tâm, biết chia sẻ. Chị nói thật với em, bây giờ là cái tuổi của chị sanh 1964, cái tuổi của chị là không phải cái tuổi mà để cần kiếm đàn ông. Chị chỉ cần một cái người để mà giống như mình chia sẻ những cái lúc nào buồn. Tại vì sống bên đây em biết mà, cái công việc thì cứ làm quần quật như vậy để mà chị làm để giết tới thời gian. Chỉ có hai mấy năm nay mà biết, chưa bao giờ chị làm một tuần 5 ngày, ít nhất là 6 ngày. Là lúc con chị còn nhỏ thì cái ngày chủ nhật chị nghỉ. Chứ còn mà nếu mà chỗ này á, nó nói giờ cho làm 5 ngày, chị cũng đi kiếm cái chỗ khác để chị làm thêm. Là tại vì sao? Chị muốn cái thu nhập đó, khi mà chị con chị nó muốn đi chơi, nó muốn đi đây đi kia, chị phải có tiền cho con chị Nguyên Quỳnh. Là chị phải làm ráng, thay vì cái ngày đó là cái ngày chị nghỉ. Nhưng mà chị làm để chị lấy cái số tiền đó, tại vì mình không có dựa dẫm ai hết, để cho con nó đi chơi. Thằng lớn thì nó 2016 nó ra trường, thì cái hè đó chị dẫn hai con chị về Việt Nam, đi Thái Lan đi chơi. Rồi tới 2019 con bé nó ra trường, thì chị mới hỏi con muốn đi đâu. Nó đi về Việt Nam thì nó đi Hàn Quốc, thì chị cũng dẫn con chị đi. Nhưng mà cha nó
không có đi, thì nói là bận công việc không đi làm. Ổng có ngày lương ngày nghỉ mà quý mình, chị nghỉ thì chị không có lương, nhưng mà ổng có ngày lương ngày bệnh rồi không đi, không đi vẫn không cho con chị giờ 100 200 đồng, à con đi để mua bánh ăn cũng không có. Quý mình chuyến là con chị cái gì đó là cũng hỏi mẹ, cái gì là cũng mẹ. Rồi bây giờ chị muốn tìm người bạn cho chị muốn người đó như thế nào? Chị chỉ muốn là cái người đó biết chia sẻ những cái buồn vui trong cái cuộc sống của chị, cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái người đó không phải, chị không cần cái người đó phải là lo cho hai đứa con của chị, nhưng ít ra giống như là gặp nhau phải có cái sự giống như là gắn kết, giống như là vui vẻ, chứ không phải là biết một mình chị. Tại vì chị lên cái chương trình này á, thì con chị nó không biết, nhưng mà đã từ lâu con chị nói nếu mà mẹ vậy thì mẹ report ba, thì mẹ đi kiếm một người nào lo cho mẹ đi, nhưng cái chú đó phải thật sự lo cho mẹ, con muốn mẹ bị buồn. Đó là những lời nó nói, Chị có nghĩ một anh muốn làm quen với chị độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok thì cũng cỡ trẻ đâu, không? không trẻ nhiều đâu. Tại vì hả, con người chị không phải là giống như mà cần cái người nó chững chạc. Cái thứ nhất, cái thứ hai á là công việc của người ta cũng cũng phải có công ăn việc làm, em hiểu không? Chứ không phải mà giống như là hả mình về á, là hả mình phải lo lắng cho người ta. Tại vì chị lo nhiều quá rồi, chị không có muốn ấy. Nhưng mà không phải là chị muốn người ta lo cho chị chỉ muốn là giống như là hai người gắn kết với nhau, là lo cái người đó người ta ở bên đây, người ta sống, người ta biết, người ta giống như là hả định hướng cho con chị nó đi. Tại mình giỏi giang gì mình cũng là đàn bà nguyên mình không có biết nhiều về 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 nhưng mà con trai chị lo, nhưng mà chị không có biết nhiều để mà chị giống như chị định hướng cho nó đi. Tại vì nó còn quá trẻ, nó không có, nhiều khi nó không thấy, thì chị muốn cái người mà người ta hiểu biết một chút xíu, người ta để mà giúp chị từ đó, chứ chị không cần người ta phải mà bắt buộc người ta phải lo cho con chị. Nhưng mà cái người đó phải là giống như là hoạt bát, cũng như biết là chia sẻ, với lại mà hả kính trên nhường dưới, phải có hiếu với cha mẹ đó. Giống như là không phải là cái người ấy, với lại mà chị không muốn là cái người mà hả uống rượu với hút thuốc. Tại vì ba chị là không uống rượu hút thuốc, mà chị gặp ông xã chị cũng không có uống rượu thuốc, chị nghe mùi thuốc đó chị chịu không được. Ví dụ như đi tiệc tùng đồ uống chút ít ok, mình phải biết là kiềm chế cái bản thân mình chứ không có quá đà. Chị chưa biết chỗ nào hết với mình, chị chỉ biết là xuống với lót, là đi xuống với con chị là San Diego, còn ở ở bên đây chị chưa bao giờ chưa có đi đâu hết. Chị có đi 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 dưới Las Vegas một lần, là giống như là đi cho mấy đứa nhỏ chơi chỗ xe cờ gì đó, là đi Hawaii một lần chị thôi, that's it. Chị có đi về Việt Nam thôi. Mà về Việt Nam, khi mà chị đi một mình, chị về Việt Nam thì chị chỉ đi bạn bè ở dưới quê, rồi giống như là đi chùa. Mà thật sự có thằng cháu về nó chở là đi Honda của mình, chứ không phải là chị Kiều mà về phải mướn xe đi. Giống như đi tới chỗ đó, giống như hồi vừa rồi năm rồi chị đi đi về Việt Nam, đi xuống với Vĩnh Long là đi xuống với Sóc Trăng, là thằng cháu nó ở dưới, rồi Sóc Trăng nó chở chị đi nè, là cha Diệp. Là tại vì lúc con chị bệnh, chị nguyện là giống như là chị về chị phải đi đó, nhưng mà chị không phải là đạo, có ông anh rể ông đạo bên 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 đạo Chúa, là chị mới hỏi giống như bây giờ mình nguyện như vậy là về phải thấy sao. Thí dụ như ở chùa thì mình đi mua trái cây cái này kia cúng, anh nói cứ như bỏ tiền trong cái bao thơ rồi viết cái nguyện vọng của mình, nguyện đó thì bỏ đó thì cha sẽ chứng cha thế. Thì làm gì rồi bắt đầu nó đi vòng vòng vậy đó, rồi cái xong rồi bà chị thì lớn chị 2 tuổi, bà nghỉ hưu, mà bà thì giống như là hả bà chị đi xe, giống như là không có quen á, đi xe hay bị ói vậy ấy, rồi thành ra đi Honda. Thì bắt đầu kè thêm một cặp nữa, rồi đi Sa Đéc, rồi ở đó ăn uống rồi nghỉ ở đó, rồi xong rồi đi xuống Rạch Giá là quê của ảnh, rồi Rạch Giá rồi ra Hà Tiên rồi đi lên Châu Đốc, rồi đi vòng về Vĩnh Long, rồi về thành phố, mà đi Honda không có với mình. Đi nhiều vậy đó Mấy ha. Chị rồi chiều cao của chị là bao nhiêu? chị 1m6, Dạ. 1 5 5 3 là 1m mấy. 5,3 thì cũng mét năm mấy gần mét sáu đó chị. Những lúc rảnh rỗi ngoài việc đi chùa ra chị có làm công việc gì nữa không? Không em, chị chỉ mấy ngày cúng là chị có lúc thì chị không có rảnh,
tại vì cái công việc làm á thì chị cúng trái cây, còn nếu mà không ấy là chị tự nấu đồ ăn đem lên chùa, nhưng mà đem lên chùa em phải có thời gian, em phải sắp ra em cúng trước khi em đi làm, giống dạng như vậy thì mình phải tranh thủ thức sớm chút xíu để mình làm những cái công việc đó. Nếu mà chị hiện tại đang làm công việc gì thì chị làm nail đó, chị đang làm nail với hay sò đó, mà chị làm công thôi. Hồi xưa chị có tiệm mà giống như chị nghĩ chị lấy cái tiệm đó, rồi sau này đó, chị lớn tuổi đó, thì chị giống như mình cũng nghĩ đi làm công đi, nhưng mà mình có thời gian nói hơn. Nhưng mà thật sự lấy cái tiệm mấy năm là lúc đó là ổng bảo là bà ổng bảo lãnh mẹ chồng qua, xong rồi mẹ chồng bị bảo lãnh mấy đứa con qua, thì chị cũng nghĩ là giống như có mấy đứa đó qua thì mình phải run cái tiệm đó được rồi, chứ không muốn làm nhiều. Nhưng mà hả, thằng em nó chồng qua thời gian rồi cũng lên làm tiệm rồi bắt đầu hả đi. Rồi xong rồi giống như một mình chị mà đứa con đó, còn nhỏ mà em. Rồi chị bán cái tiệm năm 2012. Xong rồi chị chỉ nói thôi bây giờ chị chỉ không có cần ấy nữa, chị đi làm công. Ví dụ như mỗi năm chị đi về thì có thời gian chị đi về, chứ làm tiệm mà không có người coi, không lẽ mình đi cái mình đóng cửa 1 tháng 2 tháng. Phải có cái người bị hai mình. Tại vì chị làm cái nghề này cũng hai mấy năm rồi. Ok, chị còn muốn bổ sung gì thêm nữa không? Em nghĩ là không còn hỏi gì chị nữa. À, chị có muốn bổ sung thêm gì không? Thì chị chỉ nói với mình á là coi như là hả, chị lên cái clip này á là không như là chị không phải là giống như là tại vì chị muốn cần lẽ có một người để chia sẻ cái tuổi già chị thôi. Là tại vì á bây giờ con chị 11 nó lớn, nó đâu có ở với mình nữa. Với lại hai cái thế hệ nó khác nhau với mình. Còn nếu mà không có tìm được chị cũng ok. Chứ không chị cũng sống vậy, nó cũng là cái cuộc sống của chị nó như vậy, nó cũng đã là chị đã chấp nhận rồi Quyên Quỳnh. Chứ không phải là chị phải cần muốn kiếm liền hay là này kia, tại vì cái tuổi của mình không có còn trẻ nữa. Chị không có muốn cái người mà không thật tình mà đi tới với mình vì cái mục đích khác, chị không muốn. Tại vì trước kia cái đợt dịch đó, là chị cũng có quen tìm hiểu một người qua giới thiệu, là cái người đó ở cấp nhà chị mấy lóc thôi, mấy lóc đường thôi, là cũng quen gần 2 năm đó Nguyên Quỳnh. Ồ, vậy đó hả? Nhưng mà cái người đó là coi như là hả, ăn chay một tháng ăn 10 ngày, mà ăn chay á không ăn trao, là ăn bún riêu á là không có ăn mà hả mắm ruốc, rồi á ăn gò không ăn gỏi nha, rồi hả ăn gì á là cũng ăn cái tương á, chứ nước mắm á ví dụ nêm vô trong canh á thì ăn, còn nước mắm mà rót ra ngoài thì không ăn đó, không á. Rất là nhiều ấy. Nhưng mà chị cũng quen, nhưng mà chị cũng nói trước là tại vì trong cái thời gian là chị ly thân thôi chứ chị chưa ly dị, thành ra hả những cái chuyện gì quan hệ cái này cái kia là không có được, là chị là phải là hả chắc chắn là như là chị ly dị xong rồi chị mới là bắt đầu cái cuộc sống mới của chị mới. Chứ chị không phải mà giống như mà tìm hiểu đó là muốn làm gì làm, hiểu không? Đó là cái ông đó là chết vợ rồi, sau thời gian á là hả thấy không ấy, chị cũng nói mà, chị nói là ví dụ như anh cảm thấy mà quen được thì ấy, còn nếu không á thì hả nếu anh tìm được người nào thì anh chứ đừng có chờ. Thì cái người đó nói nếu mà cái người mà dễ dãi quá người ta không cần, người ta chỉ cần cái người mà người ta ấy vậy. Nhưng mà quen hai năm cũng không được gì quý mình, là tại vì hả mỗi người á, chị chào khán giả ở trên mạng kết nối yêu thương ghép chị á, thì cũng mong cộng đồng mạng á, là cũng chia sẻ những cái clip này để cho mọi người biết đến. Nhưng mà không phải mà lên đây để mà nhiều người á, comment vô ấy, nhưng mà chị sống cho cái cuộc đời của chị, thành ra chị không có nghĩ tới những cái chuyện đó. À, không có, nhưng mà cái người nào, tại vì đàn bà với đàn bà, phụ nữ với nhau cũng phải hiểu. Những người mà người ta hạnh phúc, người ta không có biết những người mà bị đau khổ hay là bị hết khổ như vậy. Thành ra hả nhiều người lên đó thì nói, nhưng mà chị không có bàn tới những cái chuyện đó. Chị chỉ muốn là giống như là hả mình sống thật với mình, sống với người có tâm. Bây giờ sống một năm chị mất cũng được, còn sống với người không có tâm hai mấy năm với mình không có một cái cảm giác yêu thương. Bây giờ mà chị còn chưa có cái cảm giác mà giống như là có tình yêu là cái gì nữa với mình. Chị sống vì cái trách nhiệm và bổn phận thôi.
Ok chị chào khán giả giùm em ha. Em hy vọng là Ok. chị sẽ tìm được À, một người chị yêu thương. chào Nguyễn Bình, chúc Nguyễn Bình một ngày hả làm việc vui vẻ và hả hạnh phúc. Chị cũng xin chào hết cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước để coi cái clip này, thì hả xin mọi người chia sẻ và hả hãy ủng hộ cho những người phụ nữ bất hạnh, đừng có giống như mà nói những cái lời mà cay độc, tại vì người ta đã quá khổ rồi. Ba chị, em chúc chị ngày mới tốt lành nha. Ok, chị cũng chuẩn bị đi làm Dạ. tại vì ngày nào cũng là ngày làm việc. Dạ. Dạ em chưa em bé nào hết, Chưa. dạ, cuộc sống ở bên xứ Mỹ này như mình cũng biết nó rất là buồn, rất là cô đơn, nhưng em cũng không đơn giản, em cũng không có quá quá cầu kỳ mà phải tìm người mà giàu có hay gì vậy, không quan trọng, nước trong nước ngoài gì vẫn được. Mình Rồi, em chào chị ha. dạ em chào chị Nguyễn Quỳnh, Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. dạ em cảm ơn chị, Chị có em thể cũng rất chào vui được nói chuyện với chị Nguyễn Quỳnh. có thể chào cộng đồng và chị giới thiệu về mình ha. Dạ em chào cộng đồng mạng trong và ngoài nước, em tên Phương Phan, sinh năm 1977, hiện đang sống ở New Jersey. Rất là hân hạnh, lâu lắm rồi mới hân hạnh này rồi. Tiếp chuyện với chị phải không? Có chị nhắn rất là lâu luôn, không nhớ hình như là mấy hôm rồi đó. Mất cỡ quá, lên đây mất cỡ. Hiện tại đang làm công việc gì? Dạ em đang làm nail, Chị làm được bao lâu rồi? em làm cũng lâu rồi, cũng 20 mấy năm rồi. Lâu vậy đó hả? Dạ Chị qua Mỹ này năm mấy? qua năm 2000, Năm mấy sau cuối năm 99 đầu năm 2000 là anh đi. rồi? Tình trạng hôn nhân gia đình mình như thế nào? Tình trạng hôn nhân của em nay là em ly dị với chồng em từ 10 năm, em mua xuống đây từ 10 năm, Hồi trước ở tiểu bang nào? cũng ở như chết xì mà ở giáp nọ, còn bây giờ em ở hướng sao. Rồi chị có được mấy người con? Dạ em chưa có em bé nào hết. Chưa có em bé nào luôn hả? Mình có đi bác sĩ đâu không? Dạ có, có đi bác sĩ. Bây giờ không có ông xã rồi cũng không có con rồi, rất là thoải mái phải không? Dạ thoải mái cái phần đó chị Nguyên Quỳnh, nhưng mà mình một mình cũng buồn, rồi đôi lúc nhiều khi nhà mình kẹt, mình tháo bánh xe mình hư cái gì mình cũng không có ai làm được cho mình. Chị rồi chị qua đây là diện gì? Ông xã gước hả? Dạ ông xã em lãnh em qua hồi xưa là đi viện VNC, viện đính hôn. Ông xã cũng làm nghề đeo hả? Dạ không, ông xã em ông làm hàng, làm kỹ sư điện. Chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm là tốt thì xấu chị Nguyên Ưu điểm là điểm Quỳnh. tốt Ưu điểm là sao chị? Chị có những đức tính nào tốt? À, tánh em tốt quá, em thương người, em hay tin người, em hay giúp nghe người nào mà nói mà khổ khổ hay này kia, em hay có tánh thương người, cái lòng tin của mình đặt niềm tin vô cái người mà mình chơi làm chị, giống như mình tin người quá đáng. Thương người Là vậy ưu nói điểm lại và người em là tốt khuyết thì điểm là chị đó, em thương người, không? em thương người, em tánh em là thương người, còn tánh xấu em thì cũng nhiều lắm, tánh xấu tánh tốt cái gì nó cũng có hết đấy chị. Bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Em á hả, em muốn tìm cái người giống như là lớn tuổi hơn em, đừng nhỏ tuổi, giống như người ta lớn tuổi người ta chững chạc hơn mình. Đôi lúc nhiều khi em chưa có con em còn ham vui, nhiều khi cái lời nói của mình nói nó cũng chưa có được chuẩn chạc, nhiều khi suy nghĩ đến đâu thì mình nói đến đó, chứ còn mà nghĩ xa hơn thì mình không biết cách để mình nói xa hơn chị, tại vì mình qua đây cũng lâu rồi.
Lớn hơn mình nữa là lớn hơn bạn khoảng bao nhiêu tuổi thì ok? Thì lớn hơn em bây giờ 47 thì 50 rồi, Chu Nguyên Quỳnh thì mình giờ mình tìm hơn khoảng chừng chục tuổi đổ xuống vậy thôi, đừng hơn nữa. Nhiều khi người ta lớn thì người ta có chuẩn chạc, người ta có cái suy nghĩ ăn nói chuyện thì nó khác hơn mình nhiều. Nếu như Rồi em thích cái tánh người giống như là mình biết, giống như là bây giờ cuộc sống ở bên xứ Mỹ này Chu Nguyên Quỳnh cũng biết, nó rất là buồn, rất là cô đơn. Nhiều khi đôi lúc mình nói thì không phải là mình nói hết, là mình không phải là mình không cần tiền, ai cũng đi làm đi, mọi người đều có đi làm phải lo hết cuộc sống, người nào cũng có cái phần phải chi tiêu. Nhưng mà nếu thật sự mình đã đến đến sự mà tìm hiểu với nhau thì mình cần cái sự chân thành và hai bên giúp qua giúp lại lẫn nhau, chứ không phải là mình nói mình không cần vật chất, cái đó cũng không đúng. Là chịu mình không có vật chất thì làm sao mình nuôi được cái bản thân của mình và mình chi trả được những cái thứ mình đang cần phải tiến đến, đó là ăn vậy. Chứ còn như em không có đòi hỏi gì quá cao, chỉ cần cái sự chân thành và cái sự hiểu biết, thấu hiểu và chia sẻ trong cuộc sống hàng ngày, vui buồn lẫn lộn gì mình cần phải tâm sự với nhau để mình biết được cái cuộc sống. Em cũng không đơn giản, em cũng không có quá quá cầu kỳ mà phải tìm người mà giàu có hay gì gì gì, gì. Không quan trọng, nước trong nước ngoài gì vẫn được. Nếu mà ngoài thì mình đi ra ngoài về thì mình tìm hiểu nó còn hơi lâu khổ hơn, còn nếu ở bên đây thì mình dễ tìm hiểu nói chuyện hơn chị. Ở đâu cũng vậy, hai người cùng hai vợ Ở chồng đâu cùng cũng làm vậy, á. ở đâu cũng có người tốt người xấu mà chị, mình đâu có phân biệt là người bên đây người bên kia. Em đơn giản, em không có gì trơn hết, em bình thường giản dị, tại vì mình cũng đã từng có hết rồi, thì mình cũng gì thì mình cũng hiểu hết. Nhưng mà nói chung về cái tuổi em hiểu bằng cái tuổi em thôi, chứ còn lớn hơn thì mình cũng chưa có được giỏi hơn người ta đâu, mà mình nói mình dành mình biết hết. Đúng không chị? Thì cái tầm tuổi mình cả tầm tuổi mình thôi. Chị là ở Việt Nam thôi, chị ở đâu? Em ở Sài Gòn, em ở quận nhất từ Trần Đạo á, Phổng Quỳnh á, mà nhà em bán đi, em mới mua nhà bên quận 8 đi. Thì quận 8 cũng đã mua, cũng còn lúc đó em cũng còn nhỏ lắm, không biết về thì về gia đình ông cha bà mẹ bán mua vậy mình không mới rành đâu chị. Giờ thôi em ở đó thì cũng ở lâu rồi, cũng mười mấy năm rồi, cái em đi làm rồi xong rồi em gặp ông bà dì, gặp ông xã em á, thì bà Mai cho em lấy chồng qua Mỹ lúc năm 19 tuổi, 18 tuổi là em quen ông, Wow. Lấy chồng cũng sớm nhỏ quá à, hứa xinh đó cũng quá không em nên biết đi lấy đâu chồng chưa. sớm quá. Chị rồi chị có được mấy anh chị em? Em á hả, thì nói chung là em bây giờ là cha mẹ không còn, anh chị em ba mẹ em thì có mình em thôi, tại từ nhỏ đến lớn thì em có hai đứa em họ, nhưng mà nó sống chung với em là giống như một đứa em nhà trong nhà vậy đó, thương lắm. Một đứa thì ở bên Mỹ, một đứa thì bên Việt Nam, Và cũng có người bà con ở bên Mỹ, anh chị em bên nhưng Mỹ. mà bà con bên Mỹ này bây giờ cũng đâu còn ở, đứa ở xa đứa ở gần, nó chỉ cũng đâu gần đâu, đâu có liên lạc được đâu, Đúng rồi, ai cũng bận công việc hết xa hả? quá mình cũng đâu có liên lạc được đâu chị. Nếu mà một anh muốn làm quen với chị, anh ấy hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào? Em bình thường tại vì em cũng thoải mái về vấn đề, tại vì bên Mỹ mình đây là cái đó là ở bên đây 6 ngày 7 ngày một tuần là không có gì chơi hết, em bình thường. Cái đó là sự giống như là đàn ông phải có, đàn ông phải mùa lạnh mùa đông là cũng cần phải uống miếng vô cho đậm bụng, em cũng có lúc em cũng uống vậy. Uống với ai đừng nói uống mình tắm Em rửa uống uống một em ngủ đỏ, mình. ngủ đỏ trong tủ lạnh em uống để ngủ. Rồi là mới tính hỏi chị những lúc rảnh rỗi là chị thích làm công việc gì đó ngoài việc uống rượu ra. Em không có rảnh luôn, nói chuyện với mình ở đây xứ Mỹ thì chị nói rảnh không có rảnh luôn. Em làm 5 ngày đến 6 ngày một ngày, nhiều khi đôi lúc mình đi bác sĩ lấy hẹn, còn một ngày em phải đi giặt đồ giặt ga đi chợ đi búa về nấu cơm, đâu có thời gian đâu, đâu có thời gian để đi đâu đâu chị Nguyên Quỳnh. Có đôi lúc bạn em rủ em đi ăn buffet nhà hàng Việt Nam thì mấy đứa biết em phải ăn đồ Việt Nam thì có hay đi ra nhà hàng, gần nhà hàng gần nhà mình đó chị. Rồi không hay là bữa nào cuối tuần thì mình đi buffet mình ăn seafood. Bận quá như thế, bận làm quá như thế rồi khi có người yêu chỉ có thời gian dành cho người yêu không?
chứ chị, anh làm nghề nail này nó bình thường, mùa này thì nó vắng mà. Nói chuyện thì bình thường, nhưng bình thường trong cái việc làm của em bình thường, để mình nói chuyện mình đâu phải làm hàng đâu, nó không được tự do đúng không? Làm nail em được chuyện bình thường. Chị có về Việt Nam thường không? Hồi xưa em về nhiều lắm chị, tại vì còn cha còn mẹ còn gia đình, mà bây giờ mấy đứa em thì đứa thì qua đây, dì cũng qua đây, nhà cũng bán, còn một đứa em nó cũng chuẩn đi qua bên Úc rồi, nên đâm ra là nhà cũng còn vắng người lại, con cũng nhiều, nhưng mà chắc về thì là về vui thôi, chứ còn thật sự mình nói mình về nghĩ đến về nữa thì xong chán quá, sợ quá, đi máy bay 24 tiếng xong sợ quá. Sợ quá, xưa em ghiền lắm, chị ơi, năm nào cũng về, năm nào cũng về, không năm nay về thì 2 năm về, không 2 năm về thì năm rưỡi 2 năm là em về rồi, năm nào cũng về hết. Một mình bên đây nhớ quê phải không? Đúng rồi chị, lúc năm đầu tiên trời ơi, có giấy tờ em không cần biết mua gì ngày gì là mua vé về liền. Nhớ Việt Nam mình nói là mua vé về liền bằng buộc. Về rồi qua em nói thôi em không có đi qua Mỹ nữa. Giống sống lâu rồi cũng quen luôn. Nói thôi không đi qua Mỹ nữa buồn quá. Chứ Mỹ gì đâu mà buồn quá, buồn mới làm không à. Mà mình nhỏ mình đâu biết đi làm đâu chị. Cũng phải gắng đi làm. Chiều cao của chị là bao nhiêu? Em nó lùn lắm, 1m50 là chịu bệnh. 1m50 hay 52 gì ạ? Rồi chị thích một anh làm quen với mình trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Đừng trầm nói quá em cũng không thích, trầm quá thì không hiểu được ta suy nghĩ cái gì, nói quá cũng sợ, mà mình đã nói nhiều gặp người nói nhiều nữa mình cũng sợ. Bình thường Mà thì em thích cái người làm giống như lớn tuổi hơn em, có công việc giống như là buôn bán hay gì, chứ còn mà giờ em nói chung em không dám nói, người dân Việt Nam mình qua đây làm nail cũng nhiều, mình cũng làm cho nghề nail. ở bên đây như là nghề đó là phổ biến nhất, dễ kiếm Dạ, tiền. người đàn ông là phải rộng rãi, tại vì em rộng rãi em thoáng quen, em cũng cần cái người mà rộng rãi với thoáng, không có so đo, không có tính toán, giống như mình thích như vậy thôi, chứ còn bây giờ biết ở đâu mà chọn ra được theo ý muốn của mình. Chị Quỳnh Đúng rồi. đó, để tánh em, mà tánh em rộng rãi, tánh em thoáng, tánh em thoải mái, vui hòa đồng, vui vẻ, mọi người nào em cũng tiếp xúc được hết. Mỹ thì em cũng chơi được với Mỹ, Việt Nam thì em cũng chơi với Việt Nam, nhưng mà em thì thoáng là tưởng kể cả nữ hay đàn bà đàn ông vậy em cũng vậy. Rồi sau khi chia tay với ông xã em thời gian, chị thời gian khá lâu như thế thì chắc cũng có À, lo thời lắng đúng gian không? đây là em xuống đây là gần 10 năm rồi, 8 năm mấy 9 năm. Sao trong thời gian đó chắc chị cũng có vài ba mối tình hả? Hay là không Dạ hay ho vậy? có chị, có em có quen một anh đi chơi và anh để ý có quen một người, nhưng mà giờ anh đi về Việt Nam cưới vợ rồi, về Việt Nam cưới vợ rồi. Rồi bây giờ ở mình như thế có cần phải nấu ăn cho mình không hay là ăn cơm tiệm Em thôi? nấu ăn một mình vậy chứ chị, nhiều khi đó lúc nấu mình ăn cũng buồn quá, rồi nấu nhiều quá cũng bỏ, chứ đi ra nhà hàng thì lâu lâu mình đi thôi chị, chứ giảm đi mình cũng buồn, thì mình cũng buồn. Ở nhà nấu đồ ăn thì em nấu làm cho mỗi ngày em đi làm ăn. Chỗ chị ở đó là đông người Việt không? Đông người Việt, người Mỹ cũng có, người Việt cũng có, mà người Việt ở bên đây là họ có gia đình hết rồi, lớn tuổi hết trơn, họ có gia đình hết rồi. Ở xứ lạnh đó, ở xứ lạnh thì chắc ít có người Việt Dạ, không? ít người Việt đi làm thì có một vài ba người, mà nữ thì nhiều, nam thì ít. Nếu mà có người yêu yêu trở lại, chị có thích người yêu của mình có tính lãng mạn không? Thích chị, đàn bà dĩ nhiên mình thích đàn ông có tính lãng mạn. Vui vẻ hoặc bán qua đầu là em thích rồi. Lần chị về Việt Nam gần đây nhất là bao lâu rồi? 3 năm mà chị Nguyên Quỳnh, 3 năm mà mẹ mất, mẹ mất là trước Covid,
rồi sau Covid em có về là làm 100 vụ 100 ngày. Gia đình chị cũng đơn chiếc quá ha, chị có một mình thôi ha, một mình. Đúng rồi, giờ em có mình. Bởi vì nói chị nhiều khi đôi lúc em lên em xem chương trình của chị Uyên Quỳnh nhiều lắm, mà em cũng suy nghĩ đắn đo gì lắm. Mà phần ai cũng mắc cỡ rồi, chị Uyên Quỳnh mình lớn rồi, mình già rồi, mình lên đây cái mọi người trên cả cộng đồng mạng trong ngoài nước đều biết hết. Rồi em mình ở bên đây nữa, rồi bà con dòng họ mình bên kia nữa. Rồi nếu nếu mà lên đó mình không lên đó thì mình cứ ở giá như hoài. Đúng rồi. Rồi em suy nghĩ nếu mà lên mà mình phải coi, tại vì phần em cũng nói như vậy nè, tại nhà em có nuôi mấy con chó, ai đồng ý em có chó thú vật cưng thú vật thì mới đến được với em, tại vì nhà em có chó con hiện nay nó đang ở chung với em, tại vì không có tụi nó cho em cũng buồn dữ lắm nè, 10 năm chờ có tụi nó quấn quýt em cũng đỡ buồn. Mà chị nó trước sợ mất công, rồi anh nào đến thì lỡ như có chó, rồi lúc ban đầu mình tìm hiểu nhau rồi sau này lỡ có chuyện gì buồn kể cả hai bên lắm. Sống là mình đến mình phải chân thật, và mình phải giống như là em sống là phải sống thật, mà sống mà giả dối là em không có thích. Tại vì bên đây mình còn bao nhiêu tuổi đời nữa rồi, với lại Phượng Anh làm mệt công việc nữa rất là mệt mỏi rồi, không có đem sự áp lực đến cho mọi người, là như vậy thôi, em chỉ cần như vậy thôi. Em không có thích gì đâu, nhưng mà chẳng qua bây giờ mình lỡ nuôi nó rồi thì giờ mình thương nó rồi, mình nuôi nó luôn, mình sợ cho người khác nuôi không có giống mình. Rồi mình nuôi thì mình nói trời ơi sao cực quá. Mà nếu mà không có tụi nó là 10 năm nay em cũng buồn dữ lắm, em cũng sợ ma lắm, mà có tụi nó em cũng đỡ. Nói chung là nói trước sợ mất công rồi. Sau này em cho người ta chọn em thì em không chọn, em thì đơn giản lắm, em bình thường lắm. Em không có đòi hỏi gì mà cao sang, tại vì em cũng đã từng có qua hết rồi. Nên đâm ra những cái gì thì em cũng không có nhất thiết đâu, nhưng mà nói chung là mình cuộc sống đây là ai cũng đừng nói gì, mình không phải là tiền, nhưng mà cuộc sống vẫn phải có đi làm và có đồng vô đồng ra để lo trang trải cuộc sống giữa hai bên có sự tiến tới. Và như em cũng nói quyết định, em cũng nói là gì đó, em năm 47 thì năm nay là cũng gần 50, thì lớn hơn em càng tốt, tại vì em thích lớn cái người đã chuẩn chạc, muốn điềm đạm hơn, tại vì khi đôi lúc em còn nít quá, em lớn tuổi thì em còn nít quá. Em cũng hay giỡn tùm lum tăng ga, em sợ nhiều khi đôi lúc tiến đến cái ngọc 2-3 bữa cái rồi mình nó không hợp, người ta thôi đừng đến, rồi nói không hợp cái là không có đúng. Lúc ban đầu thì mình đã có cái sự nói chuyện như vậy rồi thì mình phải hiểu, rồi mình đến được thì mình đến, chứ mình đừng đến được 2-3 hôm rồi cái vụ qua mà xứ biển thì cô đơn rồi cái tìm tòi vấn đề sinh lý nó là không có được, rồi xong rồi nó không hợp là không có đúng. Mà mình mọi người một tánh, mọi người kiểu mình đâu nói được đâu chị. Bây giờ mình lớn rồi mình cũng có cái suy nghĩ chút xíu, chứ không phải là mình nói mình chuẩn chạc cũng mấy mà sao chuẩn chạc được, cũng có suy nghĩ chút xíu, cũng phải lo. Giống như bây giờ em sống mình, mà xưa thì ổng lo hết, mà bây giờ em sống mình em phải tự lo, giống như là nhà cửa xe cộ bảo hiểm ví dụ này kia là em tự lo, à, xưa thì ổng lo hết, bây giờ là em tự lo. Đó cái giá của tự do mà phải không? Tự Dạ do tự lo. Dạ chị, mà bây giờ sau hôn nhân đổ vỡ, sau hôn nhân đổ vỡ thì hiện tại bây giờ trong lòng chị nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho mình? Em cần cái người lớn tuổi hơn em thôi, rồi mà cuộc sống làm thì nói chung là phải có công ăn việc làm ổn định, chứ không có phải mà làm một vài ba bữa rồi ở nhà. Người đàn ông là phải có trách nhiệm, giống như bên đây thì ở bên xứ Mỹ này không ai cần cuộc sống, không ai cần quá ai, nhưng mà thật sự nếu mà mình đã đến trong cái cuộc sống hôn nhân là mình phải chia sẻ và lẫn lẫn mọi thứ vậy, để điều mà giống như là mình phải giúp đỡ lẫn nhau những cái mà khó khăn, chứ không phải là mình sống riêng cho mình được, mình cũng không sống được riêng cho bất cứ một cái gì đó, giống như là cái gì cũng cần phải có sự đồng hành với nhau. hai người cùng chung xây dựng gia đình, cùng đi Đúng rồi đó theo, chị. Dạ. không mới lâu dài được, mới phát triển gia đình được. Đúng rồi chị. Dạ. Ok, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là chị sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Dạ em cảm ơn chị Nguyên Quỳnh nha. Em cũng rất hân hạnh được nói chuyện với chị Nguyên Quỳnh hôm nay. Chị Nguyên Quỳnh rất là xinh đẹp, rất là dễ thương luôn. Rồi em cũng
Xin chào và tất cả anh chị em đang coi một video của em với chị Nguyên Quỳnh. Thì em chào mọi người nhiều sức khỏe và an lành và hạnh phúc. Video này là thì em chào chị Nguyên Quỳnh ha. Video này là chị nhờ chương trình kết nối yêu thương cho mình ha. Và video này sẽ không có gửi xuống hả chị ha? Dạ chị. Và chị nha, chúc chị ngày mới tốt lành ha. Dạ.